Rồi xin chào mọi người nhé. Hôm nay em quay này quay cây máy mài dao bào nha. Đó. Cứ kiếp đầy đủ nha. Chạy trơn tru ok rồi. Điện 100V nhá. Đó. Đá 2 viên đã bị mất nhá. Này mọi người mua về chỉ việc mua đá về chỉ việc mua đá về mài dao là xong. Đã dọn ok. Cắm điện 100V nhá. Giá thành là 7.500.000 nhá. Hành trình của nó là 450 nha, tức là 45 cm đấy. Rồi xin chào mọi người ạ.